Mùa trước Kia Carnival, bên em lại tiếp tục nâng cấp độ full nội thất limousine. Trong nội thất, anh em nó làm cách âm chống ồn, chống ủ full xe. Với những dòng MPV chủ cơ sở nó dài này, các bác hay bị tiếng ồn dội từ sàn, cánh và hốc bánh lên. Thì các bác có điều kiện nên làm hàng chính hãng. Bọn em bảo hành trọn đời, không mùi, không chảy nhựa. Rất là chắc chắn. Còn toàn bộ nội thất trong xe, trần, sàn, ghế thì sẽ được thay đổi lại hết. Phần da thì bọc lại sang cái màu nâu bò ánh ca, rất là đẹp. Ghế thì độ ghế thương da, cả hàng ghế 2 và hàng ghế 3 luôn các bác nhé. Con này thì bên em cũng đã nâng cấp cả giảm sóc rồi các bác nhé. Loanh quanh từ 30-35 tùy hãng, giúp đi lại nó sẽ đỡ bị chồng chành, đỡ bị kêu hơn so với nguyên bản các bác nhé. Còn các bác nào khi lắp giảm sóc thường các bác cũng hay lắp luôn bệ bước chân bằng điện của Carnival. Các bác nào quan tâm thì cũng có thể tham khảo thêm. Còn về vấn đề ánh sáng bên ngoài ngoại thất thì bên em cũng nâng cấp cái phần ánh sáng, dùng pad đi theo đèn để mai kia khách hàng có cả zin lúc nào cũng được. Carnival thì nguyên bản nó cũng có bi rồi nhưng mà công suất sáng nó vẫn chưa đủ sáng, cho nên thay bằng bi mới công suất ánh sáng nó sẽ sáng hơn rất nhiều và bám đường cắt nó đẹp hơn. Về sau cũng không lo ngại nhiều về vấn đề đăng kiểm. Con này toàn bộ sàn thì bên em độ sàn đá siêu bóng cho anh dài đấy, các bác có thể thấy nó đã khác biệt hơn rất nhiều so với sàn nỉ nguyên bản, không thấm nước, dễ dàng vệ sinh, cực kỳ hiện đại. Đi kèm với nó bao giờ cũng là bệ bước chân bằng nhôm nguyên khối. Còn phần trần xe thì bên em lắp thêm màn hình ốp trần cho anh ấy, cảm ứng rất chỉ nhạy. Con này anh độ cả book cho nên có mạng, các bác vào mạng giải trí xem tin tức của cái hàng ghế VIP phía đằng sau nó rất chỉ tiện. Tiếp theo giúp chiếc xe rực rỡ không thể thiếu led nội thất, toàn bộ phần tablo, tabli trước sau, kể cả ở phần vành loa này có luôn các bác nhé. Để tăng cái sự tiện nghi, nhất vào dịp mùa hè thì bên em đã lắp cho anh trai đấy tủ lạnh mini các bác nhé. Tháo ra thay thế quân ngựa zin, ở đây nguyên bản là quân ngựa zin, tháo ra mình vẫn giữ lại bình thường, về zin lúc nào cũng được đấy. Chiếu chẳng trực tiếp vào trong, các bác thấy này, tủ lạnh bên em làm là cái loại 16 lít loại to, làm lạnh rất là nhanh và sâu, nó sẽ hơn cái loại 8 lít bình thường các bác nhé. Còn đây là nước các bạn, quá là tiện nghi. Và hơn nữa là không cần chế cháo đục quét gì đúng không chú? Đấy, không giống như nhiều loại các bác phải chế cháo đục quét. Cái loại này mình chỉ bê ngựa zin ra, thay bằng cái bộ ngựa mới này bên em vào, lắp đặt nó nhanh chóng. Tiếp theo là toàn bộ phần da trên xe thì bên em cũng chuyển sang da Napa cao cấp. Chiếc da này nó hơi đặc biệt một chút là bên em dùng loại cao cấp da Napa Ý các bác nhé, chứ không phải Napa cao cấp của Trung Quốc. Các bạn nhìn thấy màu, tất cả các thứ nó gần như da thật luôn các bạn. Cực kỳ sang trọng, độ bền cao. Da càng cao cấp nó độ bền nó càng cao, màu càng sang trọng. Ưu điểm của nó là Napa nó không thấm nước. Mai kia các bác dễ dàng vệ sinh, nó cực kỳ sạch sẽ, hạn chế bị mùi các bạn nhé. Toàn bộ phần táp lô dưới, con ngựa, các bạn có thể thấy là bên em cũng đã bọc lại da Napa Ý hết rồi. Toàn bộ phần hàng 2 và ghế hàng 3 cũng đã được bọc da hết rồi các bạn nhé. Tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất và kể cả các kiểu đục lỗ hoa văn này nó cũng hiện đại theo phong cách may bách. Băng ba nguyên bản thì nó không có chỉnh điện với lại không ngả được hành giường, không chỉnh được cái tựa lưng này của bác. Thì đi về lâu về dài, gia đình hoặc nhiều người ngồi băng ba nó sẽ gây tình trạng mỏi, không được thư giãn, thay băng ba mới. Thì bác chỉnh tựa lưng lên xuống nó cực kỳ dễ dàng các bác nhé. Đây là chỉnh trượt tới lui này. Còn mình lên xuống có công tắc ở phía đằng sau hoặc là màn hình điều khiển ở phía đằng trước cho bác, khi như này mà mình nằm mình thư giãn nó không bị mỏi. Và như này thì các bác đóng cốp vẫn bình thường khi mình nằm ở trong xe các bác nhé. Còn đây cốp xe thì vẫn đủ diện tích để cho mình để đồ ở trong cốp xe. Vâng, kể cả đèn hậu ở phía ngoại thất thì bên em thay cho anh trai đấy bằng cụm đèn hậu BMW. Các bác thấy có cả hiệu ứng khi mở đèn rất chi là đẹp, độc đáo. Và khi xin nhan đây của nó các bác nhé, hôm nay mà đi vào buổi tối thì rực rỡ và cá nhân hóa luôn. Ánh sáng LED của nó cực kỳ đều,